chuột hay con nhỏ này nè, con quỷ này nè, có được không? Tao ở con quỷ cái này còn nói nữa hả? Chán mới rồi. Chán tôi đúng không? Tôi muốn ông ly dị. Chán tôi đúng không? Mày bé. Có bài gì chơi á? Mày bé đi. Từ từ mình giải quyết đã. Từ từ mình giải quyết đã. Anh chị làm gì là sai rồi đó hả? Ông sai tái tôi đừng có hòng mà đứng lên lớn tiếng tôi nghe chở chưa? Mày có mày phải nhà tao. Mày đi. Đây là nước hoa Akawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip, nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha, có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok. Chị gọi em ra đây thì chị có chuyện gì thì chị cứ nói đi. Rồi em biết đường em giải quyết giúp chị nha. Chị cũng theo dõi trên mạng, thấy cũng em cũng làm mấy cái clip nên được can thiệp tính ghen rồi này nọ kia đó thì bây giờ thì chị cũng tâm sự thiệt với em vậy nè. Thì chồng chị, ông chồng chị đó thì hiện tại bây giờ là ông đang có bồ. Có bồ mà, ông có bồ mà ông ở công khai với con nhỏ đó luôn. Là ở chung một nhà. Đúng rồi, ở chung cái phòng trọ của con nhỏ đó. Mà bây giờ thì ổng không có chu cấp gì cho nhà chị, cho con cái trơn á. Mà ổng cứ đem tiền đem cho con nhỏ đó không hà. Đó, bây nhưng giờ mà chị với anh có kết hôn không? Có chứ, em thì có kết hôn đàng hoàng luôn mà bây giờ ổng không chịu ly dị, em hiểu không? Ổng cứ đi công khai với con nhỏ đó vậy đó. À rồi, cứ công khai vậy để chị ở nhà thôi mà chị biết luôn mà không làm vậy gì. Chị mới tức chứ, bực cái mình luôn à. Mọi chị cứ từ từ bình tĩnh không sao. Đây em hỏi sơ để em biết rõ là tình hình em nắm á. Là bây giờ là mục đích chị là chị muốn ly dị hả? Đúng rồi, chị muốn ly dị. Giờ em biết sao, tại dịch này nè, bây giờ chị cũng không đi làm được rồi, chị cũng không có tiền để lo cho con nữa. Mà ổng thì cứ lấy tiền nhà thì ổng đi lo cho gái không à, con bồ ổng không à. Mà bây giờ là chị muốn là có bằng chứng đó, quay có bằng chứng để mà chị làm cái đơn chị ly dị ổng, rồi cái căn nhà chị chia đôi, rồi chị có tiền chị lo cho con cái của chị. À là hai anh chị là có nhà ở đúng đây. Rồi có xong nhà chị, luôn chị muốn ly dị để mà chia cái tài sản, chị lấy tiền chị đúng lo rồi cho con đúng không? Nói chung là về vấn đề gia đình thì em cũng không đi sâu vào mấy, nhưng mà bây giờ chị nhờ em á thì em với chị đi qua bên đó. Rồi em quay cái clip lại thôi để cho chị làm bằng chứng, còn chị muốn ly dị hay gì đó thì chị làm với nhà nước ha. Tại vì em thì cái đó mình phải ra tòa này kia tòa quyết đúng nữa. Đúng rồi, chị chỉ cần là em có quay cái clip lại là chứng tỏ là ông đi ngoại tình là được, là chị có bằng chứng đưa ra tòa là chị ly dị được thôi. Ok, thì bây giờ em với chị đi qua bên đó xong rồi em quay clip lại cho chị. Rồi em đưa clip đó cho chị, chị muốn làm gì làm. Rồi cái gì em với lại chị nha. Với lại em xin phép là em đăng cái clip lên trên mạng nha, nhưng em sẽ che mặt mọi người lại. Okay. Thì chị cũng biết cách em làm rồi mà đúng không? Coi nhiều rồi mà đúng không? Đúng rồi, chị biết, chị có coi rồi, cho nên chị mới hôm nay chị mới liên hệ với em đó. Dạ rồi, không sao. Rồi mình cứ qua đó là mình cứ bình tĩnh bình thường chứ mình không có đánh đấm hay đánh ghen gì nha. Rồi, tại vì rồi, mình cứ rồi. Từ từ mình thấy lấy được bằng chứng là được rồi. Nha. Mục đích chị là chị làm vậy thôi, chứ không có làm quá nha. Rồi, chị không có làm quá. Chung là chị cần bằng chứng thôi. Dạ, dạ thôi đi với em này. Em nói trước là qua đó bình tĩnh nha, không có giống như hồi nãy hất luôn viên. Rồi. Được. Đây. Đây. Gần tới chưa chị? Lên kia đoạn nữa tới rồi em. Ngã ba này là phải là trái chị. Phải. Con đường này cho tao một lý do để tao có thể, tao biết nhường mày, tao không chán vì tao đang làm, vì tao đứng. Tức của em đúng biết cách. Chị lên nói chị dặn mặt được em. Không, em nói với chị rồi là mình đánh gian thì đánh gian, nhưng mà nó phải văn minh tí, chị hiểu không? Mình làm tức quá mà. Không sao, ý là mục đích chị lấy bằng chứng để ly dị thì chị cứ lấy bằng chứng để ly dị được rồi, chị không cần phải làm quá lên không? Mình làm quá lên á, mất công mình đánh gian sai mục đích thì chính quyền là kêu vô, mất công chị thiệt thòi nữa, chị hiểu không? Mình chỉ cần lấy bằng chứng chồng mình đi ngoại tình về chị ly dị, mục đích chị như thế nào chị cứ làm y chang vậy là được rồi. Nếu như chị muốn ly dị vậy thôi, còn mình cứ đánh gian sồn sồn lên thì đâu có hay đâu, mình đâu có đúng đâu, chị cũng đâu tuyệt vời đâu, chị hiểu ý em không? Dạ rồi, thôi chị cứ bình thường nhẹ nhàng nha. Xã đoàn tao đứng, tao là chùm bang. Bố đời quý trung nhân thì tao phải biết ơn giao. Bố đời trận này quý, tao phải có hơn giao. Bố đời cho tụi mày phải biết tao là hảo hán. Lún cán dao mày có mà giải mày máu mày đem đi nhạo bán. Bố đời quý trung nhân thì tao phải biết ơn giao. Bố đời trận này quý, tao phải có hơn giao. Bố đời cho tụi mày phải biết tao là hảo hán. Lún cán dao mày có mà giải mày máu mày đem đi nhạo bán. Xã hội thì chính xác cái đầu mày cần phải tỉnh táo. Biết phận mày thấp thì lo cô đầu, từ thấp mày lo mà tỉnh giáo. Bây giờ thì không phải ngại thằng nào, từ khi điều nhỏ điều đó là căn bản. Sống cho đúng chữ nghĩa, không thì mất máu, đây là quy luật của băng đảng. Dịch viên anh lớn của tao còn được mọi người truyền tai nhau. Alo một cú là 20 mày sẽ hỏi hôm nay thằng nào mà xấu xấu. Tao có nhiều máu mày bao nhiêu mà mày cứ hoang hô. Đụng tao thử chưa tới 4 giờ. Trời ơi,
trời ơi, nhà cao cửa rộng thì không ở, đi ở cái khu ổ chuột con nhỏ này nè, con quỷ này nè, có được không? Con bớt nói lại. Bớt nói gì? Tôi đã cả bằng chứng hết rồi, tôi quay lại hết rồi nghe chưa? Sau này hãy đưa tòa đi thử coi mọi người đẹp mặt hay không, hả? Nhà tôi ở trong quay, quay phim. Cứ quay lại chị. Em quay làm bằng chứng thôi. Quay làm bằng chứng. Mày dẹp đây. Anh cứ yên tâm đi, anh chờ anh cứ giải quyết với chị đi. Bây giờ anh đang là còn kết hôn với chị đúng không? Sao anh qua đây ở với bộ thì anh với chị giải quyết cho nó gọn gàng. Tại vì chị nhờ em là qua đây, một là anh ly chị, hai là anh về lại với vợ chồng chứ có chuyện mà đi ở với bộ xong rồi còn vẫn là tôi đã lấy được. Lại là bằng chứng rồi, sẽ đưa ra tòa ly dị với anh luôn, nghe rõ chưa? Bây giờ sao? Sao là sao? Ý mày là mày cần tiền đúng không? Tôi không cần tiền, nhưng anh ở với con quỷ này rồi thì phải ly dị, nghe rõ chưa? Vậy thì quyết với nó đi. Mày im đi con quỷ cái. Mày giật chồng của tao mày còn đứng đây nói chuyện vậy đó hả? Mày cầm lời. Cầm cái gì? Mày nói nhiều rồi. Ông là con người á, tham lam, vừa muốn bồ mà vừa giữ tài sản của mình nữa hả? Đừng nằm mơ đi nghe chưa? Anh nợ em nhiều đi. Không còn nào không có đi. Bây giờ mày về đi. Không có về gì hết trơn á. Bây giờ ông lấy gì ký giấy ly dị với tôi. Tôi đã có bằng chứng rồi, không ký giấy ly dị, tôi làm đơn thân tôi ly dị, tôi đã có bằng chứng ông ngoại tình rồi. Nghe rõ chưa? Đây là nước hoa Akawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip, nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha, có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok. Ông bây giờ về cái giấy gì cho tôi, nhanh lên. Mày im. Em cái gì mà im? Mày nói hơn nhiều nữa. Nói gì? Nói gì mà nhiều? Ông là cái người sai trái với tôi nha, không phải là tôi. Ông nghe rõ chưa, người ngoại tình là ông. Mày hơi ồn ào đó. Ồn ào cái gì? Bây giờ em muốn ly gì hay muốn muốn về với vợ vậy con? Vậy ly gì? Bây giờ, mày khỏi nói nhiều, mày về. Không có bài gì hết trơn á, bây mày giờ đi, mày về trước đi. Với tôi. Mày nghe về rõ trước. Chưa? Chuyển đời đi được mày, mày bắt qua đây. Ok, ngày mai ly dị đúng không? Mày cần tiền cái gì? Tôi không có cần tiền, nhưng mà tôi muốn ông ly dị. Mày nhiều lời quá, mày về đi. Người cần tiền là ông đó, ông không chịu ly dị với tôi qua ở con quỷ cái này còn nói nữa hả? Chán mày rồi. Chán tôi đúng không? Tôi muốn ông ly dị. Chán tôi đúng không? Mày về. Có bài gì hết trơn á. Mày về đi. Từ từ mình giải quyết ra. Từ mình giải quyết là anh chị làm gì là sai rồi đó hả? À? Ông sai tái tôi đừng có hòng mà đứng lên lớn tiếng tôi nghe chưa? Mày có mày phải nhà tao, mày lấy đi con cái. Bây giờ này, bây giờ anh quyết là để là em biết em giải quyết. Anh quyết ly gì hay là sao? Bây giờ mày muốn mày cần tiền là mày cần cái gì mày nói thẳng. Tôi muốn ly vậy với ông. Ông bây giờ ông ở với quỷ cái này rồi thì mới muốn ly vậy. Tôi đã có bằng chứng rồi. Tôi không có sợ gì hết trơn á. Này cái thế này này, chị á là anh với chị cưới nhau có một bé rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ cái nhà ở nhà là nhà đó nhà của ai? Nhà là nhà của vợ chồng tôi. À, nhà của hai vợ chồng đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình về mình chia đôi tài sản được không? Hay là mình tự ký ly dị hay là không làm sao? Không chịu ly vậy mà còn muốn đi ở với quỷ cái này nữa. À, nè. Ở đây là vui vẻ anh nha. Làm gì đùng đùng vậy? Dạ. Ờ, nói chung là không sao đâu. Thì phải rồi nhưng mà đừng làm vậy người ta cười. Tôi dạ. Chủ nhà nè. Dạ. Cái gì cái từ nói tụi em ơi. Dạ. Mày lớn tuổi nghỉ trưa ngay cái gì mày nghe người ta nói vậy mày ôn ào quá lắm. Dạ bây giờ mày về đi. Dạ ly vậy. Ok mày về, mày cần cái gì đúng không? Tôi cần ly vậy đó. Mày về đi. Tao nói với mày, mày về viết đơn mày mang qua đây. Ok ngày mai tao ký cái gì qua đây trung ký đúng không? Ok về. Mày về đi rồi. Dạ ok giờ chị mình về thôi rồi, có gì mai anh qua nhá. Mai anh về viết giấy, mai anh có lớn tiếng này với tao nữa hả? Nha coi con ghi nữa mặt rồi giống y như là người hầu á. Trời mày thử coi mày đi coi ổng á hả, ổng thích hoa thơm cỏ lạ thử coi mày hạnh phúc rộng được bao lâu. Mày đi lần này đi mày đi về. Được rồi. Tao nói mày về. Bây giờ ngày mai là anh phải có mặt ở nhà nha, mai có em ở nhà anh nha. Rồi muốn ly gì hay gì thì mình tính tiếp nha. Mày okay. Cần tiền đúng không? Ok mai tao đến tôi. Ok tôi chờ ông. Tính cho mày vừa lòng. Ừ cũng là khỏi nhà tao đi mày. Được rồi mai về. Quý cái mày im đi mày. Không được rồi chạy đi mày về từ. Không sao đi về. Đây là nước hoa Akawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip, nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem.
và mọi người mua ủng hộ Dũng nhá, có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok.